Cho phép Trọng Nguyễn Hồng Anh xin được gửi tới quý đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể đồng chí lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Toàn thể đồng chí, tháp 10 đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam và góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc của các nước trên thế giới. Người là kết tinh và tỏa sáng những gì ưu tú nhất, tốt đẹp nhất của trí tuệ và đạo đức Việt Nam. Ngày nay, Bác đã đi xa, nhưng cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của người đã trở thành bất tử. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của người mà vẫn luôn là tấm gương sáng ngời để mọi người học tập và nói theo. Vừa qua, trên cả nước nói chung và trong quân đội nói riêng đã tổ chức rất nhiều hoạt động kỷ niệm nhằm tưởng nhớ công ơn to lớn của Bác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của nước nhà. Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi đó, đến hội thi kể chuyện Bác Hồ với thanh niên với Bác Hồ ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể đồng chí của bộ chuyện mang tên Thời gian quý báu lắm. Chuyện kể rằng, trong những ngày gian khổ của cuộc kháng chiến chống Pháp, tại một cuộc gặp, một đồng chí lãnh đạo cấp tướng đến gặp Bác chậm 15 phút, dĩ nhiên là có lý do. Mưa to, suối lũ, ngược không qua được. Bác bảo, chú làm tướng mà đến chậm 15 phút thì bộ đội của chú sẽ hợp đồng sai bao nhiêu? Hôm nay chú đã chủ quan, chưa chuẩn bị đủ phương án nên không giành được chủ động. Một lần khác, bác và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ đến để bắt đầu cuộc họp. Khi đồng chí cán bộ đến, bác hỏi: hôm nay chú đến một mấy phút? Đồng chí cán bộ trả lời: thưa bác, chậm 10 phút ạ. Bác thẳng thắn nói: chú tính như thế là không đúng. 10 phút của chú hãy nhân với 500 người đợi ở đây. Đồng chí cán bộ nhận ra khuyết điểm của mình, liền xin lỗi bác, xin lỗi mọi người và hứa sẽ khắc phục khuyết điểm. Bác Hồ của chúng ta là vậy. Bác quý trọng thời gian của mọi người bao nhiêu thì bác cũng quý trọng thời gian của mình bấy nhiêu. Chính vì vậy, trong suốt cuộc đời của bác không muốn để bất cứ ai phải đợi mình. Năm 1953, bác quyết định đến thăm lớp chỉnh huấn của anh em trí thức. Lúc đó đang bước vào cuộc đấu tranh tư tưởng gay go, tin vui đến làm náo nức cả một lớp học. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi, bỗng chuyển trời đột ngột, mây đen ùn ùn kéo tới, rồi một cơn mưa dồn dập, xối xả, tối trời, tối đất, 2-3 tiếng đồng hồ không dứt. Ai cũng suýt xoa tiếc rẻ, mưa thế này mới đến sau được nữa, trời hại quá. Giữa lúc trời mưa như chút nước, lòng người đang thất vọng, thì từ ngoài hiên, bỗng có tiếng rì rào, rồi bật tiếng reo, át cả tiếng mưa ngàn, suối lũ. Bác đến rồi, anh em ơi, bác đến rồi. Bác trong bộ quần áo mưa ướt sũng nước, quần sẵn khóa đầu gối, đầu gối nóng, bác hiện lên những niềm ngạc nhiên, hân hoan, sung sướng tất cả mọi người. Về sau, anh em được biết, giữa lúc bác đang chuẩn bị đến thăm lớp học thì trời đổ mưa to. Một số đồng chí làm việc bên cạnh bác đề nghị bác báo hoãn lớp đến một buổi khác. Có đồng chí đề nghị tập trung lớp tại một địa điểm gần nơi bác ở, nhưng bác không đồng ý. Bác nói: đã hẹn thì phải đến, đến cho đúng giờ, đợi trời tạnh thì biết đến khi nào. Thà chỉ một mình bác và một vài chú ở đây chịu ước còn hơn để cả lớp học phải chờ đợi đúng không? Chỉ với một câu nói thôi, nhưng tất cả đều thực sự khắc phục phong cách làm việc của bác. Bác luôn nghĩ tới mọi người, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, trước hết. Và chúng ta cũng thấy được rằng là một người đứng đầu của đất nước luôn phải bận trăm công nghìn việc, nhưng bác có một cách làm việc rất khoa học, rất quý trọng thời gian, luôn nêu gương và nói đi đôi với bạn. Đối với bác, khi làm việc, đi công tác, đi thăm các cơ quan, đơn vị hoặc thăm nhà anh em cán bộ, người đều rất điềm đạm, nói giờ nào đến đúng giờ ấy, nói làm việc hoặc ở lại thăm bao lâu thì đúng bấy nhiêu thời gian, không bao giờ lề mề la cà công việc nọ sọt sang việc kia, mà thường rất nhanh nhẹn, khẩn trương trong mọi công việc và
không để bất cứ ai phải đợi mình. Đó là biểu hiện của tính quý trọng thời gian, tính tổ chức, tính kỷ luật, của tinh thần tự chủ cao. Ngay cả khi sắp phải từ biệt thế giới này, trong bản di chúc, người cũng không quên nhắc nhủ lại rằng: sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức yếu cúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân. Thưa toàn thể các đồng chí, câu chuyện trên để lại cho chúng ta những cảm xúc sâu sắc về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, về phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc của Bác, và rút ra cho mình nhiều bài học quý giá, đó là phải làm việc có kế hoạch, đúng giờ giấc, phải biết quý trọng thời gian, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn gian khổ đến mấy, cũng phải chủ động vượt qua để làm việc đúng, đủ, tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, hiện nay, một số đồng chí trong tư tưởng vẫn còn đơn giản, chủ quan, trong thực hiện một số nhiệm vụ vẫn còn tình trạng đến trễ, xuống sâu, chứ thực sự ghét mình và tập thể. Trong thực hiện các chế độ ngày, tuần, trong các buổi sinh hoạt, học tập, thì tình trạng thực hiện muộn và kết thúc sớm hơn so với quy định vẫn còn diễn ra. Một số đồng chí còn chưa từng chủ động sắp xếp công việc, dẫn đến bị động về thời gian, hiệu quả công việc chưa cao. Vì thế, mỗi đồng chí cũng phải rèn luyện tính, cho mình tính đúng giờ, phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết, sắp xếp hợp lý, phải chủ động được thời gian, phải biết tiết kiệm thời gian của mình và cả thời gian của người khác. Đó chính là thể hiện sự tôn trọng với mọi người, cũng chính là sự tôn trọng với chính bản thân của mình. Thưa toàn thể các đồng chí, vinh dự, tự hào tiến bước thế hệ cha đi trước, cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn vệ binh 180 ngày nay đem ra sức thi đua, học tập, rèn luyện, sửa đổi lề lối làm việc no theo tấm gương của Bác. Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chỉ thị 78 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về cuộc vận động phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ. Xem việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là yêu cầu khách quan, là nhiệm vụ chính trị, là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người. Đó là cách để hoàn thiện chính bản thân mỗi người, cũng như góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tôi như lớp lớp theo cán bộ chiến sĩ của tôi là vệ binh 180 xin hứa sẽ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực không ngừng trong thực hiện mọi nhiệm vụ, để lúc nào cũng xứng đáng với truyền thống anh hùng mà tiểu đoàn đã xây dựng trong suốt 3 năm qua. Thay cho lời kết, tôi xin gửi đến các đồng chí 4 câu cuối trong khổ thơ Bác ơi, nhà thơ Tô Hữu, như một lời tri ân, một lời hứa thế hệ trẻ ngày hôm nay với Bác: nhớ đôi dép cũ nặng công ơn, yêu Bác lòng ta trong sáng hơn, xin nguyện cùng người vươn tới mãi, vững như muôn giải ngọn Trường Sơn. Xin cảm ơn các đồng chí đã chú ý lắng nghe. Cuối cùng xin chúc toàn thể quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể các đồng chí ở đây lời chúc mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin